Dù có công việc ổn định với chuyên ngành ngoại ngữ đã học, nhưng nữ cử nhân 9X Nguyễn Thị Y, 25 tuổi ở thôn An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã rẽ ngang về quê lên mạng Internet học cách làm nông nghiệp sạch từ mô hình trồng rau thủy canh. Kết quả là hiện nay mỗi ngày Y thu hoạch khoảng 50 kg rau sạch, bán với giá từ 50 đến 70.000 đồng một ký cho các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố Hội An và thành phố Đà Nẵng. Mỗi tháng Y thu về gần 60 triệu đồng trên mảnh vườn nhà rộng 1.200 m². Chỉ có cái chi phí ban đầu mình là hơi cao vì mình đầu tư vào cái công nghệ với lại cái quá trình thi công của Ban Lê Thị thì cái chi phí nó cao hơn. Cho nên lợi nhuận thì tất nhiên phải nhiều hơn so với họ trồng rau hữu cơ. Vì mình luôn phiên, trồng luôn phiên được, ngày nào mình cũng thu hoạch hết. Cho nên là cái hiệu quả thì cao hơn. Tháng 6 năm 2017, Y đầu tư 900 triệu đồng để xây dựng hệ thống mạng lưới chống côn trùng. Các kệ đỡ, thiết bị hạt đều được làm bằng sắt không gỉ. Hệ thống tưới nước tự động được điều chỉnh theo nhiệt độ ngoài trời. Nguồn nước tưới cho rau được kiểm tra kỹ trước khi đưa vào sử dụng. Y chọn công nghệ của Israel và mua hạt giống ở tận Nhật Bản, Hà Lan, Ý về trồng. Y dành thời gian hơn một năm để nghiên cứu, học làm nông nghiệp sạch qua mạng Internet và tìm đến một số vườn rau thủy canh tại thành phố Đà Lạt học hỏi kinh nghiệm thực tế. Cái trồng thủy canh là không có sao bệnh với lại những cái côn trùng, tại vì ở trong cái nhà kiến cho nên không có côn trùng thì bay lại, cho nên không có phá hoại cái rau của mình trồng. Theo là những cái thuận lợi là mình có thể trồng nhiều những cái loại mà trồng dưới đất không được. Hiện nay vườn rau thủy canh của Y có gần 20 loại rau, trong đó nhiều loại được thị trường ưa chuộng như rau dền Nhật, bạc hà, xà lách lô lô tím, xà lách lô lô xanh, Batavia, Romance, Rocket,